Sáng ngày 11 tháng 10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với lực lượng xung kích địa phương và chính quyền, người dân xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế nỗ lực sử dụng bao tải chèn cát, gia cố đoạn bờ biển sát mũi kè An Dương 1, tạo đê ứng cứu rừng dương chắn sóng cho khu dân cư cận kè đang bị sóng biển cuốn trôi. Theo người dân địa phương, tại khu vực mũi kè An Dương 1, xã Phú Thuận, kể từ sau bão số 4 đến nay, sóng biển lớn đã gây sạt lở, xâm thực vào đất liền khoảng 10 đến 15 mét, dài khoảng 500 mét, đánh bật trơ góc hàng dương chắn sóng hơn 20 tuổi, chạy dọc bờ biển xã Phú Thuận. Sạt lở ăn sâu từ bờ biển vào, tạo hàm ếch khiến rừng cây phòng hộ sụp đổ, bị nước cuốn ra phía bờ. Trong khi đó, hơn 200 hộ dân tại khu vực gần thôn An Dương 1 đang đối mặt nguy cơ mất đất, nhà cửa nếu triều cường vẫn tiếp tục dâng cao như hiện nay. Ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh đã đề xuất Tổng cục Phòng chống thiên tai và một số danh mục xây kè chống sạt lở bờ biển, đê biển, các khu neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão, các công trình công cộng kết hợp phòng chống thiên tai vùng ven biển của tỉnh vào dự án nâng cao năng lực ứng phó thiên tai ven biển Việt Nam.